Mi thấy không? Tôi bây giờ á, tôi phục vụ Mi giống như là một bà chủ vậy. Đó, thay đổi ngoại hình, rũ bỏ đi cái bề ngoài của một thầy giáo nhếch nhác, không cần thiết phải đi làm nữa, rồi cũng không có tụ tập bạn bè trai gái gì hết. Thịnh nhận tiền xứng đáng để làm điều đó mà. Mấy món này Thịnh thích không? Đi với Mi á, ăn bất cứ cái gì cũng là sơn hào hay gì hết. Mi ăn đi. Uống nè. Ăn đi Mi. Em ngồi đi. Em ăn gì em gọi đi. Ai vậy? Người quen hả? Một người khách trong công ty thôi. Anh đi toilet cái. Em cứ gọi món đi ha. Dạ. Thành ăn đi. Tôi vô nhà vệ sinh chút. Em làm gì mà em coi được hả? Anh tưởng nó nhỏ hơn em 1-2 tuổi. Đằng này nó đáng tưởng con em. Em không biết nhục sao? Chuyện này là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh chứ? Em nói vậy mà nghe được hả? Anh đã làm cho em trong tất cả khả năng của anh. Em nên nhớ, tất cả đều là do một tay anh gây dựng nên. Cái công ty mà em đang có bây giờ cũng là do anh. Thôi anh đừng có kể lể nữa. Đó là chuyện làm ăn, mà trong chuyện này anh cũng có lợi nhuận tương xứng mà. Còn chuyện này là chuyện trai gái. Trơ trẽn như vậy mà cũng được mà. Thì sao? Cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi thì sao? Cậu ta có thể chạy tới quỳ dưới chân tôi bất kỳ lúc nào tôi cần. Ủa? Thì cũng là chỉ vì tiền thôi. Đúng. Cậu ta xứng đáng được trả tiền như vậy. Tôi thà mất tiền còn hơn là để trái tim tôi tan nát khi nghĩ tới anh. Chứ em không cảm nhận được chút nào anh cũng yêu em à? Chứ, anh ra nói câu đó với vợ anh ngoài kia cái kìa. Em à, em thừa hiểu khi mà anh tách ra với gia đình anh sẽ trắng tay, làm sao cho anh lo cho em được. Bây giờ anh không cần phải lo bất kỳ điều gì nữa hết. Nhưng mà ít ra em cũng không nên để anh ghen tuông khổ sở vậy chứ. Chuyện ghen tuông á, đàn bà ghen còn có được. Đàn ông ghen tôi thấy hèn lắm. Thôi đi. Thôi vậy đi bà Diễm. Thật sự là tôi không có biết là vô quán bà làm không có lương. Tự vì tôi lỡ hứa với má tụi nó rồi. Lỡ hứa là dẫn tụi nó đi làm rồi cái lấy lương mà làm á, trừ nợ cho tôi. Bây giờ bà nói như vậy thì ngại quá đi á. Không mấy như vậy đi, bây giờ bà phát lương tượng trưng cho tụi nó đi, để có cái mà trừ nợ cho tôi chứ. Được không? Tụi nó cũng đẹp quá mà. Thôi được rồi. Nhìn hai đứa cũng xinh xắn, nể tình bà đó. Bây giờ tôi nhận, nhưng mà bây giờ tôi phát lương cho mỗi đứa là 500 ngàn, rồi tôi đưa cho bà mỗi tháng. Khi nào mà hết nợ bà báo cho tôi biết. Rồi tôi chuyển thẳng qua nó. Còn cái vấn đề mà tiền bo đó thì là không có tính là tụi con hưởng, nhưng mà hưởng 73 nha. Biết chưa? Mấy đứa 7 tôi 3. Ở đây vậy chứ ở chỗ khác không có được vậy đâu á, ngược lại không đó nha. Nè, mà nên nhớ, ở đây khách đó, ở đây là khách sang, khách sộp mà khách khó chịu nữa. Làm ơn ngọt ngào, mềm mỏng, dịu dàng chiều khách giùm tôi một cái mới có tiền bo nhiều, nghe chưa? Dạ. Còn nếu mà làm ngược lại mà khách á hả, mà người ta mắng vốn á ha, hay là bỏ quán á, là bồi thường nói nghe, biết chưa?
Dạ, dạ. Con biết rồi, cảm ơn dì chủ. Bà nói gì thì thôi chứ không sao đâu. Thì lâu vậy? My, My đi chút xíu mà tôi thấy nhớ My ghê á. À, thần ăn đi. Nè, My ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Đó. Ăn đi nha. Anh hôm nay sao vậy? À, tự nhiên anh thấy đau bụng quá. Thôi về đi em. Nhưng mà đồ ăn em kêu hết rồi. Vậy em ăn đi, anh ra xe anh đợi. À. Ông này hôm nay sao vậy ta? Thôi bây giờ về lo mà sắm đồ đẹp đi rồi mai đi làm. Trời đất ơi, còn mấy cái đồ này quê quê đựng mặc giùm tôi cái. Mà nè, mấy cái đồ này ai sắm cho vậy? Vậy dì Năm cho tụi con. Gì? Bà hả? Trời đất ơi, thì cái gu đúng là cái gu sến lạ nha. Hèn chi á, bà hả, đàn ông con trai mà thấy bà cái xách dép chạy mất tiêu luôn. Nè nè nè, cái bà quỷ quái má mị già kia, tự nhiên tôi dẫn hàng tới cho bà, tự nhiên chửi xối xả tôi, chai chê tôi làm sao? Trời ơi, giỡn chút mà Năm, làm gì Năm giận dữ vậy? À, hay là mấy Năm vô làm với mấy đứa em đi. À, rồi à, tôi sẽ dạy cho cách trang điểm, dạy cách cua trai. Trời ơi, biết đâu á, rồi đổi đời sao? Thôi đi bà nội, làm gái mà đổi đời là cả thế giới này đi làm gái hết rồi. Ủa, làm gái là sao gì Năm? Ai làm gái? À... là tụi con là con gái thì phải làm con gái chứ sao? Con gái. Giờ chân lẽ muốn đổi giới tính hả? Muốn chuyển giới thành nam không? Ta gửi qua đi Thái Lan cho chuyển giới. Thôi. Tụi con má sinh sao để vậy đi. Tự nhiên chuyển thành con trai có trái ớt, cái ghê mộ luôn. Ờ, đó thấy không? Thôi được rồi, cô Diễm nhận rồi đó, ngày mai bắt đầu đi làm được chưa? Dạ. Dạ. Long. Dạ. Chú có thể nói chuyện với con chút được không? Dạ cháu phải đi cho kịp giờ làm chú ơi. Ở ngoài công trình còn nhiều việc lắm. Không sao đâu, chú đã nói chuyện chú Hoàng rồi. Xin phép chú Hoàng là cho con tới trễ một chút. Không sao ha. À, hay là con với chú vô quán cà phê nào đó nói chuyện nha. Cảm ơn con. Vô trong này nghe. Con ngồi đi. Dạ hai anh dùng gì ạ? À, con uống gì? Cho con phải đá đi. À, cho hai ly cà phê đá. Dạ. Lâm à, chú có nhiều chuyện muốn nói với con. Thật tình là chú cũng không biết bắt đầu từ đâu, chuyện gì nên nói, chuyện gì không. Mặc dù là thời gian qua xảy ra rất là nhiều chuyện nghiêm trọng. Ờ, chú Sang à, cháu đang rất là dội á, chú nói ngắn gọn được không? Với lại má của cháu mà biết cháu đi với chú như vậy á, má cháu không có hài lòng. Ờ, thôi được rồi, bởi vì chú rất thông cảm cho mẹ con. Mà xin con hãy hiểu cho chú, bởi vì chú không thể không tìm gặp con khi mà chú đã biết. Chú à,
Chú cần gì ở cháu vậy? Mà nói thiệt á, má của cháu mà biết cháu gặp chú như vậy á, là má cháu sẽ làm lớn chuyện đó. Thật sự thì từ hồi nào tới giờ á, chưa bao giờ cháu thấy má cháu giận dữ như vậy á. Bởi vì thôi cháu không dám làm phật lòng má cháu đâu. À, Lâm à, thôi được rồi, chú hứa là chú sẽ cố gắng không tìm gặp con nữa đâu. Để khỏi làm phiền, với lại để mẹ con khỏi có buồn lòng. Nhưng mà Lâm à, con giúp chú điều này nhé. Chú xin con một điều thôi, là con hãy nhận sự giúp đỡ của chú. À không, không phải là giúp đỡ mà là thật tình chú không biết nói làm sao cho đúng nữa. Chú xin con đó, con làm ơn nha. Con hãy nhận sự giúp đỡ của chú. Khi nào con cần gì, con muốn gì á, con cứ nói với chú, hay là con cứ gọi điện thoại cho chú. À không, con nhá máy cho chú thôi, chú sẽ gọi điện cho con, được không Lâm? Alo, Thư hả con? À, cô My nè. Alo, dạ con nghe nè cô. Dạo này tình hình học hành của thằng Kiệt ra sao con? Dạ thật ra thì con cũng muốn gọi cho cô lắm, nhưng mà tại con không biết nói làm sao nữa. Kiệt bỏ rồi, không chịu học con nữa rồi cô ơi. Sao? Dạo gần đây cô thấy nó học hành đàng hoàng chăm chỉ lắm mà. Rồi nó còn hứa với cô là nhất định năm nay nó sẽ đậu đại học mà. Sao lại bỏ học chứ? Chú Sang à, giữa chú và má của cháu đã xảy ra chuyện gì mà chú phải như vậy? Tại sao chú không gặp trực tiếp má cháu mà nói chuyện? Mọi chuyện không như là con nghĩ đâu. À mà con yên tâm đi, cái chuyện giữa chú và con á, chú sẽ giữ bí mật, chỉ có hai chúng ta biết thôi, không sao đâu nha con. Xin lỗi chú, nhưng mà cháu không có quen nói dối. Với lại cháu cũng không có quen nhận bất kỳ thứ gì từ ai. Thì con cứ coi là chú là người thân của con, là người thương yêu con nhất trên cuộc đời này. Vì sao vậy chú? Lâm à, phải khó khăn lắm chú mới tìm được con. Bởi vì chú rất sợ. Bởi vì chú không muốn mất con thêm một lần nữa. Cho nên con làm ơn nha, con hãy tin ở chú, như là mẹ con đã yêu cầu. Con đừng hỏi thêm gì nữa. Cháu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bây giờ con phải đi làm chú ơi, trễ rồi. Con xin phép chú nha. Lâm à, thôi con đi chú ơi. Con cũng không rõ nữa, con chỉ nhớ là lần cuối cùng mà gặp Kiệt á, Kiệt nói với con là do ba mẹ không có tin cậu là người đàng hoàng, cho nên là cậu bỏ học cho biết. Vậy thôi, con cũng biết sao nữa. Trời đất, có người mẹ nào lại không muốn con mình trở thành người đàng hoàng chứ? Nếu như mà cô không tin, cô cũng không bao giờ nói thẳng với nó như vậy đâu. Thì con chỉ nghe Kiệt nói như vậy thôi. À, có gì á, bây giờ cô thử trao đổi lại với chú coi. Coi chú có la rầy hay như thế nào với Kiệt không? Xong rồi cô chú coi tính sao chứ con cũng không biết nữa. À, được rồi, cô cảm ơn con nha. Chào con. Lúc nào trong mắt anh, nó cũng không phải là con của anh. Anh có biết chính vì điều đó mà làm tôi hận anh, tôi không giữ gìn cho anh không? Nhưng mình thì còn gì mà giữ gìn chứ. Ba. Gì đó? Làm như nhìn thấy con ba ngứa mắt vậy á. Con làm gì ba sao? Mày muốn gì đây? Muốn kiếm chuyện với tao hả? Kiếm chuyện gì đâu. Bữa giờ làm gì thấy con á, ba nhăn nhíu mày cho.
làm giống như là con hết của ba ông bằng. Mày câm miệng. Tụi mất dạy. Có chuyện gì sao? Công ty có chuyện gì à? Cũng có chút chuyện bực mình. Bực mình gì á thì làm ơn để mắt tới con cái một chút. Càng ngày tôi càng thấy nó lì lợm bất trị. Tôi không chịu trách nhiệm về việc nó trở thành người như thế nào. Con hư là tại mẹ. Trời ơi, cái tim mém chút vô mình à. Cái gì? Trời ơi, lại ách bích, nó chỉ vô má ơi. Đen gì? Ê, sao sao? Tụi con về đó hả? Sao sao? Làm cho nó làm sao? Được không con? Hả? Dạ, cũng được. Thì tạm thời làm đỡ vậy đi, rồi từ từ tính tiếp má. Ủa mà sao kỳ vậy? Mấy bộ đồ sexy mà họ mua đâu rồi, ăn mặc gì kỳ vậy trời ơi. Mặc vậy mà chủ quán không đuổi mới là lạ đó. Cái này, trời đất ơi, thì gớm không? Mấy bộ đồ sida đó mặc vô còn bị chửi thêm nữa. Má có biết hả, cái bà má mì đó, gu của bà hả, nhìn thời trang sành điệu lắm, chứ không có gạo lứt muối mè giống má đâu. Ê, cái gì? Mày nói má là gạo lứt muối mè, xin lỗi nha, tôi là gạo nàng thơm đó. Mà Phan, má mới nghe con nói cái gì bà má mì bộ đó là động chứa hả? Không phải, cái đó chỉ là cà phê với lại karaoke gì đó thôi. Nhưng mà họ có kinh doanh cái gì khác ngoài giấy phép không á thì làm sao mà tụi con biết được. Nhưng mà nghe cái mùi có vẻ tanh tanh má ơi. Nè, đồ của tụi con á. Trời ơi, tới đó mới dám mặc vô. Đi về là phải thay bộ đồ khác mới dám về. Chứ mặc bộ đồ này hả, ra đường người ta tưởng làm gái hả, nhục muốn chết luôn á. Rồi làm đó tiền bo có được không con? Cái gì? Suốt một tối chỉ có 10 ngàn vậy thôi hả? Má ơi, lính mới mà, cái gì cũng phải từ từ chứ. Rồi hai đứa có ăn tối gì chưa vậy? Có. Dạ hả? Hồi nãy á má. Trời ơi, khách ăn xong á tụi nó dọn bàn xuống, đồ ăn còn quá chừng luôn. Toàn đồ ngon không à. Sợ vợ ổn cho nên hai chị em tụi con lén lén làm bụng trong bếp rồi. Không có ăn liền á là tụi nó đổ bỏ cho chó ăn luôn á má. Tiền không à. Nhớ đó. Anh, má anh đó hả? Không. À, em biết rồi. Cái máy bay bà già của anh chứ gì. Có cần em gọi tụi Marco ở đây dặn mặt không? Không cần. Cỡ như anh á, kiếm gái già bao khó gì. Chấp nhận làm người lao động tình dục đi. Rồi vô đây, tụi em phục vụ lại cho. Kiếm được bao nhiêu tiền, nuôi cái đám tèm hết trơn. Còn gì nữa đâu. Vô đây để em vuốt ve lại cho anh nha. Dẹp đi, hết hứng rồi, đi về. Ê, đồ xô vẫn phải trả tiền đó nha. Công chuyện của anh ở dưới thì sao rồi? Thì cũng tạm ổn.
Vậy chừng nào anh tính chuyện của tụi mình? Chừng nào á anh trúng tờ giấy số 92 tỷ anh lấy em ha. Trời ơi, hơi đâu mà mơ ba cái trúng số đó. Mình á cứ lấy nhau về không, rồi mình cứ túc tắc làm ăn để dành dụm vậy á, lâu ngày á mới bền, thấy không? Nè 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 nè, mà anh đó nha, đừng có giả bộ mà lấy cái lý do lý cháu trúng số rồi rồi không có trúng được rồi hả, để mà cao chạy xa bay quất ngựa truy phong, nghe chưa? Anh thử đi, anh mà đi đến nơi nào mà cung trời cuối đất tôi cũng sẽ tìm được anh, rồi lúc đó nghe anh mới thấy cái cảnh tôi xử anh như thế nào. Trời biết ơi chưa? Chưa lấy người ta mà la người ta vậy rồi, chắc lấy về anh như cái gông vào cổ quá. Thì đúng rồi, đi với bụt mà áo cà sa, đi với ma mà áo giấy, biết chưa? Anh cứ lấy em đi. Trên đời này á không có một người vợ nào mà thương yêu mà chiều chồng giống như em đâu, không? À, tụi mình lấy nhau ha, sống hạnh phúc bên nhau, thương nhau. Chứ đừng như ông bà chủ nhà này, nghe không? Thấy êm ấm vậy đó, rồi cũng không có cãi lộn, cũng không quýnh lộn, nhưng mà thiệt ra là bằng mặt không bằng lòng, coi nhau còn tệ hơn người dân nữa. Nè nè nè, hả? Em ở nhà người ta không có lấy chuyện người ta ra bình phẩm rồi nói cho thiên hạ nghe không? Trời ơi, anh làm như anh là người ngoài vậy. Anh sắp là chồng em rồi chứ bộ. Với lại hồi xưa anh cũng làm cho ông bà chủ mà, anh lo gì mấy chuyện đó. Nhắc nhớ ra. Sao? Trời ơi, anh biết không, em biết một cái chuyện mà nó động trời kinh khủng luôn á. Chuyện gì? Hôm bữa đó không biết bà chủ bà buồn chuyện gì á, cái xong mà bà đi tâm sự với ông tía làm giường, cái vô tình em đi ra, cái em nghe được, em núp vô. Trời đất ơi, cậu Kiệt á không phải là con của ông chủ. Cái gì? Cậu Kiệt không phải là con của ông chủ? Thì đó. Trời ơi, vậy là có nghĩa là bà chủ á bà chữa quan. Bởi vậy không thể nào ngờ được, anh thấy không? Nhìn một người mà lịch sự, sang trọng, nết na như vậy mà không ngờ lại có cái tập mèo mã gà đồng. Mà từ cái bữa đó nha, em biết cái chuyện đó, cái bây giờ em á tôn trọng bả chỉ còn có một nửa thôi. Một nửa còn lại á là tại vì á bả trả lương của em á cao hơn là mấy nhỏ kia nên em mới tôn trọng, chứ mấy chắc cũng xong rồi. Thiệt vậy luôn hả? Thiệt. Cũng tội chuyện ông chủ ghê á. Ai ăn ốc á mà bắt ông chủ đổ vỏ. Hèn gì á, anh thấy ông chủ á nghiêm khắc với cậu Kiệt lắm. Bởi vậy nhìn vô cái gia đình á, thấy không, thì cứ tưởng là gia giáo, nhưng mà ai có ngờ đâu. Bởi vậy em làm ở đây em cũng nản lắm, rồi không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa. Không ấy, giờ anh cưới em lẹ lên đi. Em không có đòi hỏi điều kiện gì hết. Em điện về cho tía má em dưới quê luôn, coi như là không thách cưới, coi như cho không á. Nói qua nói lại cũng vòng tới cái chuyện là anh cưới em à. Chứ sao? Trời ơi, có vợ hả? Sướng bỏ cha và đặt xạo xạo. Lấy tôi về đi, rồi biết cái cảnh lấy vợ sướng sao, biết. Trời ơi, lấy người ta về á, không biết chịu nổi người ta mấy ngày không á. Rồi lúc đó, rồi đã bỏ người ta nha. Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Cái gì vậy con? Có chuyện gì vậy? Con bị thất nghiệp rồi má. Sao vậy? Họ ghét, cho nên họ đuổi con. Cái gì kỳ vậy? Hôm trước con mới nói là công ty của con có ăn nên làm ra hay không là do con mà. Thì đúng là như vậy, nhưng thì con tại vì con chạy sâu tới công ty khác cho nên họ đuổi. Con thiệt là cái chỗ nào mà công việc nó bền vững á thì con phải ráng giữ chứ. Chứ làm việc mà nhảy như cốc vậy, họ đuổi con là phải rồi. Má ơi, cái chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là sắp tới không có tiền xài kìa. Chắc con ra đứng đường luôn bây giờ. Mày nói tầm bậy tầm bạ gì cái thằng quỷ.
Từ hồi nhỏ tới lớn con chưa làm ra tiền, má vẫn nuôi con được đàng hoàng mà. Tự nhiên bây giờ đòi làm ba cái chuyện mất danh dự con người vậy? Danh dự bây giờ rẻ lắm má. Cái thằng ai cũng nghĩ như vậy thì đi làm bậy hết hả? Ôi, hình như mà chủ về kìa. À. Thôi anh về trước nha. Có gì anh điện thoại em nha. Trời ơi, đang vui. Có giấu thằng nào trong nhà không? Làm cái gì mà bóp kèn hoài không có chịu mở cửa à? Trời, giấu đâu chứ, giấu đây mất cái bà. Của mày ai mà thèm lấy mà mất? Đợi giờ đâu biết trước được gì đâu. Lòng người khó đoán lắm. Với lại trai của con là trai trẻ, khỏe. Mấy bà sồn sồn thích lắm á bà. Nè, mày nói ai vậy? Con này. Đi thì thôi, về tới nhà cái mặt chầm quầm mà. Sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ gì tâm trạng của người khác. Chắc tổn thọ chết sớm quá. Sếp của con đó nha, mới vừa hoàn thành và bàn giao một cái công trình rất là lớn. Đó, mà con cũng có đóng góp rất là nhiều chất xám cũng như công sức vào trong đó. Chiếc xe ở ngoài á là của sếp con đưa con đi, còn cái xe cũ á là để mấy đứa mới vô nó đi. À, bây giờ con cũng như là người nhà vậy đó, cũng như là lực lượng nòng cốt trong công ty á chú. Qua đây ngồi cho mát. Dạ. Ê, tính ra mày vậy mà ngon ha, chưa ra trường mà đã làm được việc rồi. Má bay chắc mừng lắm ha. Uống gì? Con uống phê sữa. Thôi hai cà phê sữa luôn đi. Dạ. Giỏi thiệt á. Con có chuyện này muốn hỏi chú đây. Vụ gì? À, chú có nhớ cái hôm bữa chú với má con qua nhà tìm ông ngoại của con không? Rồi sao? À, má hai của con với lại chú Sang, mà chú Sang là chủ căn nhà đó, cũng là chủ công trình chỗ con đang làm việc. Con thấy má hai chú Sang nói chuyện gì cũng lâu lắm. Chú có biết hai người đó nói cái chuyện gì không chú? Tao cũng thấy là hai người cũng có cái chuyện gì đó, mà tao đâu có biết, mà có nói tao nghe đâu. Không, con thấy cái chuyện đó nó không có đơn giản đâu nha, nó nghiêm trọng lắm đó. Má hai không có cho con biết, má còn cảnh cáo con nếu như mà con cố tình tìm hiểu sâu cái chuyện đó là má từ mặt con luôn. Bởi vậy mấy bữa nay con đâu có dám nói chuyện chú Sang nhiều đâu, con sợ má con giận. Rồi mà từ bữa đó tới giờ nha, con thấy chú Sang đối xử với con cứ sao sao á. Chú Sáu biết chuyện gì không? Kể cho con nghe đi chú Sáu. Ôi, tao cũng có biết gì hơn mày bao nhiêu đâu. Chỉ có lần là bà nói là cái thằng cha đó ngày xưa. Trời ơi, thôi, mày đừng có hỏi tao cái gì hết. Dạ, hôm nay ông có ăn cơm nhà không ông? Chưa biết.
Công việc của em có gì không ổn à? Có cần anh giúp gì không? Nghiêm trọng lắm à? À, không có. Không có gì nghiêm trọng hết. Dạo này làm ăn khó khăn lắm. Dù sao chúng ta cũng sống chung một nhà. Em gặp rắc rối gì cứ nói với anh nha. Nếu được, anh sẽ chung tay với em giải quyết. Anh à, bả mà biết được là bả từ bỏ tao luôn đó. Không, chú Sáu nói như vậy là chú Sáu biết nè. Con năn nỉ chú Sáu á. Chú Sáu nói cho con nghe đi. Một chút ít thông tin thôi cũng được mà. Thôi đi mày ơi. Đây làm cho. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Chú Sáu, kể cho con nghe đi chú. Ừ, đại khái là cái thằng cha đó đó, ngày xưa đối xử tệ với bả. Rồi Thôi, mày biết nhiêu đó là đủ rồi. À, vậy là ông muốn chuộc lỗi với má hai con cái bằng cách là... Thôi. Mày á, mày đừng có nói gì với bả nghe. Mày đừng có nói là tao nói cái gì luôn nghe. Tao không thể nào làm anh bồ câu để giải thích ba cái chuyện mà thắc mắc biết hỏi ai. Để rồi tao phải hy sinh bao nhiêu cái công sức làm anh thợ cưa của tao được đâu. Con biết mà. Con hứa chú Sáu á, con sẽ lúc nào cũng ủng hộ chú hết. Khi nào mà chú Sáu cưa gần độ má con á nha, là con lẻn ra sau lưng má con xô nhẹ một cái má con ngã dưới vòng tay của chú Sáu luôn. Ê, thiệt hả? Dạ thiệt. Ê, vậy tính ra má mày nuôi ông tay áo rồi còn gì nữa. Có đâu, con chỉ muốn tốt cho má con thôi chứ bộ. Con muốn má con hạnh phúc chứ đâu phải làm gì đâu mà chú nói như vậy. Thôi chú đừng cứ thì là cái gì nữa. Chú biết cái chuyện gì á thì chú nói rõ ràng đi. Chú cứ ấp úng vậy hoài á, trước sau gì con cũng tự tìm hiểu biết thôi à. Thì thôi vậy mày tự đi tìm hiểu đi. Mày hỏi tao làm chi? Mất công tao nói ra rồi bà nghĩ tao là cái thằng cha nhiều chuyện thèo lẻo rồi này nọ. Thôi mệt lắm mày ơi. Chú Sáu à, không phải vậy đâu. Không phải là con tò mò hay là con nhiều chuyện gì cái chuyện người lớn. Nhưng mà con thấy kể từ cái ngày hôm đó đó, má con lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy đó. Lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ một cái việc gì đó. Con thấy má con cứ mất ăn mất ngủ như vậy hoài á. Con không có an tâm chú Sáu à? Tao cũng thấp thỏm theo bà đây nè. Mà bà đâu có chịu cho tao lo tao phụ cái gì đâu. Cái gì cũng ôm trong bụng một mình. Nhiều lúc Thôi. Nói nhiều đó đủ rồi. Bây giờ là tao tịnh khẩu đây. Dạo này anh thấy em có vẻ bất an lắm. Nếu có thể một lần coi anh là chồng được không? Nói cho anh biết đi. Em gặp chuyện gì vậy? Tại sao mình chưa bao giờ thật sự là vợ chồng của nhau? Mình chưa bao giờ là một gia đình. Mình sống chung với nhau với một mái nhà như là những người hàng xóm biết điều. Vậy mà anh không chán sao? Thật tình anh cũng không biết nữa. Có lẽ chúng ta đến với nhau không bình thường, cho nên cuộc sống chung cũng vậy. Tại sao mình sống chung với một mái nhà cho đến tận bây giờ mà mình không hề yêu nhau? Anh... Thôi anh đi làm đi. Để công ty có chuyện mọi người chờ anh đó. Anh thấy em bất ổn thiệt đó. Hay là em đi đâu đó nghỉ ngơi đi. Nếu được anh thu xếp đi chung với em nha. Em sẽ nghỉ, nhưng không phải bây giờ. Anh yên tâm đừng lo cho em quá. Thôi anh đi nha. Dạ. Dạ bà ơi, có điện thoại nè. Kệ đi.
Anh luôn. Ê Quỳnh, bữa nay đổi món hả? Ủa sao dạo này tung tăng vậy? Không đi kèm cặp nữa hả? Ngân hàng của tao á đóng cửa rồi. Kiếm kèo khác thôi. Vô đi. Ngân hàng đóng cửa vậy á chắc là khô máu dữ lắm. Nè, có tính về gõ đầu trẻ không? Ê mày, ở không ăn quen rồi. Bây giờ mà vòng về dạy được á, tao thua. Mà nè, mới nãy thấy cái bà đó cũng kết Quỳnh lắm. Sao không tới luôn? Mày dở quá à. Cái gì á là cũng phải có chiêu hết đúng không? Mình phải chơi chiến thuật, từ từ mới có được mà ngon. Còn hấp tấp quá, cũng nói thằng cháu hết chưa? Ổng là sư phụ tụi mình, khỏi phải chị nha. À ha. Đi làm vậy biết chừng nào mới có tiền mua xe máy đi hả chị? Hết giờ làm ra là đã mệt, muốn lăn đùng ra ngủ rồi. Vậy mà phải lết bộ về nhà, mệt thấy mù nội luôn nha. Trời ơi, bớt than giùm tôi đi cô hai. Than gì mà than quá à. Làm mấy nghề này thì phải chịu chứ. Mấy nghề này là mấy nghề rẻ tiền mà. Mình lấy tiền lương á, tiền nhanh á thì phải chịu. Ê, mà nói thiệt nha, tao thích cái con nhỏ trong cái phim bữa tao coi á. Mày biết làm sao không? Ở trong phim đó hả, nó không bao giờ nó chịu làm mấy cái nghề mà mạt hạng đâu nha. Mà nó chờ, nó chờ đến khi nào mà nó gặp đại gia nó mới buông thả, hay không? Chị không thấy cái vụ đó bị dân tình xúm vô chửi quá trời ha. Còn bắt chước người ta nữa. Bắt chước gì bắt chước? Trời, tao thấy bình thường mà. Tao thấy mấy cái người mà chửi á chẳng qua là ghen tức với lại nhan sắc và tài sản của nó thôi. Ê, mày nghe nè, nghe tao đàn bả quá. Tụi bay có kèo gì không? Tụi này chơi ấy. Bữa nào á tao khỏe đây tao đền tụi bay gấp đôi. Đúng không? Hả? Vậy đi. Tụi này cũng kết không mày. Đó. Bây giờ anh gọi nó ra đi, coi như là anh bỏ công gọi, tụi tôi bỏ tiền, ok? Được chơi, vô, đi. Thôi, xong cái độ này chắc em về. Còn vụ kia tụi bay tự đi đi ha. Gì vậy? Dạ. Không hả? Bộ mày không thích chơi gái hả? Hết. Nhưng mà tao á chỉ thích hàng sạch sẽ thôi mày ơi. Ôi, thôi. Nó nhớ cô giáo Thảo của nó ở nhà rồi. Giỡn gì giỡn chứ không có được đụng tới cổ nghe chưa? Dạ. Không phải là người để mày đem nó bậy bạ vậy đâu đó. Ghê không? Dạ. Làm gì làm, kèo này mày phải đi với bọn tao. Đúng rồi. À, mày phải chứng minh mày là một thằng đàn ông đích thực, hiểu chưa? Nè, còn nếu không á, là tống ra khỏi nhóm. Thì đúng rồi, cái hội của tụi bay quay quá mà, cho nên tao hãnh diện lắm mới được theo. Nè nè nè, mày có quyền ra khỏi nhóm, kiếm một nhóm khác nào mà mày ưng ý. Nhóm BD chẳng hạn. BD vô đầu mà chứ BD. Ok, tao sẽ theo tụi bay để chứng minh cho tụi bay thấy tao là chuẩn man. Chứ cái chuyện mà nó đẹp hơn người khác là cái chuyện nó may mắn, đúng không? Cái chuyện mà nó đẹp hơn người khác là do ông trời, ông thương nó mới được như vậy. Quan trọng là sao? Quan trọng là nó đẹp, nó phải sống có đức. Nó đẹp mà nó sống không có đức nữa, sau này nó là hồng nhan bạc phận. Còn ai chửi thì chuyện nó kệ người ta có nuôi nó được ngày nào, có lo cho nó được đồng tiền nào nó sống đâu. Mắc gì phải nghe, ai nói gì nói. Tao vẫn ôm mộng sau này tao gặp bạch mã hoàng tử của tao. Còn ai ganh tức thì chết hết đi. Nói cũng có lý. Ê anh Lâm. Nè. Hả? Làm gì khuya lê khuya lắc rồi? Hai cô còn đi đâu băng băng ngoài đường vậy? Tụi em đi làm mới về. Trời, đi làm gì mà về khuya dữ vậy? Mà nhìn hai cô ăn bận giống như là mới đi hát ở lô tô hội chợ về hả? Cũng biết đón quá ha. Mà có điều không có mò. Ê, tôi không có mò ai à nha. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Ý của nó nói là anh nói đúng chứ không có nói mò, anh hiểu không? Đúng á, là tụi em không có đi làm ở hội chợ lô tô, nhưng mà tụi em cũng đang làm ở một chỗ mà nói chung là vô đó cũng hát thầm bậy bạ không à. Gì ghê vậy? Mà làm gì? Thì làm tiếp viên trong quán karaoke ôm á. Hả? Nhưng mà đừng có mong vô trong đó mà ôm người ta nha. Tụi em á chỉ bưng bê cà phê cà pháo trong đó mà thôi. Đúng rồi, tụi em là không để cho ai ôm hết. Thiệt á, thằng nào mà lại mà ôm em hả là em quýnh cho bể tính không á, biết không? Tôi cũng sợ cho em hai cô quá. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gì anh? Ủa anh trời đất ơi, gì mà tới nói chuyện xong đi vậy đó?
tính nhờ quá gian để đỡ đi bộ về mỏi chân rồi. Nói đàn ông gì mà không ga lăng gì hết trơn á. Cái gì vậy? Bà quá gian ổng rồi bà bỏ tôi ở đây hả? Cho ma bắt tôi hả? Dẹp mộng đi. Nghĩ sao vậy? Mai mốt có chơi bầy đàn thì kêu thêm một em nữa nha. Chứ mình em chọi với bốn con dê non mệt muốn chết luôn à. Một mình em á, tụi anh chịu còn không nổi. Kêu nữa chắc tụi anh bò luôn á. Mà công nhận em tuyệt chiêu thiệt chứ. Mới có một ngày thôi mà dạy tụi anh hết 36 thế Kamasutra luôn. Hèn chi thằng Thịnh nó không nhả là được. Chứ sao mày, tiền nào của nấy mà. Tao bữa nay bị tụi bay dụ vô cái trò chơi này. Tao lo quá. Lo gì? À, chắc là mày lo má mày chửi hay là cô giáo mày chửi đúng không? Yên tâm, má mày á thì bả rồi còn à, tại vì là bả cũng có kinh nghiệm rồi à. Nên bả thương mày nữa, chắc không có sao đâu mày ơi. À, hay là mày sợ mất đạo đức với lại nhỏ cô giáo hả? À, ê, 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 đừng có nói là mày mê bả rồi nha. Cầm cái của mày lại. Già vừa xấu mà vừa quê nữa đó. Đừng có tào lao phán xét chuyện của người khác. Tao lo là lo cả đám chơi bầy đàn vậy mà không thằng nào biết sử dụng ba con sói hết á. Lỡ mà có dính á là chết chùm đó. Mày lo vậy thôi hả? Yên tâm, Mai đây là rất là chuyên nghiệp, cho nên là chắc có đi khám bệnh thường xuyên. Lo gì không biết. Đây là Việt Nam chứ không phải bên Thái. Cái nghề của nó là nhà nước cấm. Ai bắt tụi nó đi kiểm định? Nó xa quá. Tao đói rồi, trả tiền đi rồi đi ăn. Rồi. Nè. Trời ơi. Trời ơi, giờ này chưa về nữa rồi trời. Ơi, buồn ngủ quá. Hai đứa con làm gì? Ăn mặc đồ này đi về tới nhà luôn vậy? Hả? Tại đi làm xong ra mệt rã rồi luôn. Thay đồ đâu có nổi đâu má. Nên lót xác về luôn cho rồi. Chứ bộ má nghĩ là bây giờ tụi con thay bộ đồ khác ra là người ta nhìn tụi con nít na hơn được hả? Này, tụi con làm được nhiêu vậy hả? Bẹo lắm má ơi. Nay á, gặp cái thằng Thách kia vừa dê mà vừa keo thấy ghê luôn á. Nó đeo con riết luôn, không cho con đi bàn nào hết á. Tưởng đâu ngon, tới trường tính tiền á, má biết nó bò con nhiêu không? 50 ngàn. Nhà mình á mà không kẹt tiền như vậy hả, con quăng 50 ngàn vô mặt nó, xong con chửi cho nó tắt bếp luôn. Đồ thước đàn ông đâu. Cái gì? Cái bò con có 50 ngàn hả? Trời ơi, giá con sao bèo dữ vậy? Chắc là con phải xin đi làm quán khác thôi má ơi. Chứ thằng khách nào giờ vô quán á, nó cũng đòi toàn là đào mới không à. Thấy mặt con á, cái nó đuổi con vô. Nó nói con cũ rồi, lại không phải dân chơi tới bến nữa, cho nên tụi nó không thèm. Thì tại tụi bay dở quá, tụi bay phải làm sao cho tụi nó đeo tụi bay không buông ra thôi. Má nói hay quá à. Má ngon má làm đi. Má có biết á là tụi nó chỉ bo khi nào mà tụi con chịu lên giường với tụi nó không? Tụi con đi bưng bê bưng bàn chứ không phải làm gái đâu má. Má không biết á, bà Diễm ngày nào bà cũng dụ tụi con đi khách hết á. Bà nói nếu mà tụi con không chịu đi khách á thì nghỉ làm đi. Chứ khách người ta vô, người ta muốn mà mình không chịu thì khác nào rồi đuổi người ta.
thiệt tình á, cực chẳng đã gia đình mình vậy mới cho tụi con vô quán karaoke đó làm. Má nghĩ chỉ đơn giản á là rờ mó tay chân bên ngoài thôi, hoặc là cùng lắm tỉ tê cho tụi nó nghe ngọt tay để tụi nó bo như mấy cái gì gây xa Nhật Bổn thế mà ham. Còn mẹ nó khốn nạn, dám dụ con gái của má đi khách hả? Tại đau ông hồ cút mà ông bà tổ tiên của nó lên luôn. Thôi má bớt đi, cũng chẳng qua là tại vì con không có nghề ngỏng gì cho nên mới làm cái nghề này thôi. Chứ nói thiệt với má luôn á, làm nghề này con có tự hào gì đâu. Làm nhiều khi sợ người quen người ta đi ngang, người ta thấy, người ta tưởng mình làm gái, làm này làm kia nữa. Bữa nay kiểu này không đủ tiền đóng cho bà Bảy hủ tiếu bỏ nhằn nữa rồi. Nè, má giữ đi. Bây giờ hả, lột hết da tụi con ra cũng có nhiều đó. Má giữ đi rồi má đưa cho bà. Bà muốn làm gì bà làm. Ăn có mấy tô hủ tiếu thôi làm gì ghê quá vậy. Giữ đi má. Không đủ 100 ngàn, không đủ đóng tiền góp nữa, làm sao dám ăn gì. Mà hai đứa con ăn gì chưa vậy hả? Tụi con ăn đồ ăn thừa ngoài chỗ làm rồi má. Thấy đồ ăn của khách đó còn dư quá trời luôn, người ta bỏ vô trong cái thùng lớn á để cho mấy người nuôi heo xin về, mà tụi con đâu dám xin về đâu, sợ nhục. Má cầm đỡ như đây tiền á, đi mua cái gì ăn đi, rồi còn dư nhiêu á thì góp đỡ cho bả, chứ biết làm sao giờ má. Phải chỉ có cậu Sáu tụi bay nhỉ, vậy đâu có đến nỗi như vậy. Nó máu không à, mày gọi cấp cứu coi. Gọi cấp cứu nhanh đi. Mày alo. Hả? Cha, gia đình hạnh phúc quá ha. Sao giờ có hai đứa con làm tiếp viên karaoke rồi, chắc dư giả tiền trả tôi rồi đúng không? Mà thôi trả hết đi, để tôi phải khỏi mắc công đi tới đi lui mệt xác quá à. Tụi con bưng bê, với lại con có thèm ôm ai hết á, mà cũng không ai thèm ôm con hết trơn á. Ê, mày nói gì? Mày qua mặt ai vậy? Xin lỗi nha, vô đó hả thị nở còn được ôm nữa mà. Ở trong đó đủ thứ thành phần hết, mà sang có, hèn có, trí thức có, xích lô có, xe kéo có. Miễn sao mày đừng có chảnh á là có người ôm mày liền à. Thôi mà dì Năm, hai đứa con tôi còn khờ quá, đi làm nó không biết gì cho nên. Với lại tiền lương hàng tháng, tháng nào gì cũng lấy hết trơn, có chưởng cắt nào cho tụi nó đâu. Vậy hả? Tụi nó còn khờ lắm hả? Trời ơi, khờ. Xin lỗi nha, hai đứa này mà chị gả sớm hả, bây giờ cũng lũ khủ ba bốn đứa con rồi, ở nó mà khờ. Nói vậy ý là sao? Cho biết trước nha, lương á là phải trả tiền lời hàng tháng, còn hàng ngày vẫn phải góp cho tôi. Tiền của tôi là tiền làm ra tiền mà, đâu phải tiền chùa đâu cho mượn không.
Thôi mà dì Năm, dì Năm thông cảm đi. Hôm nay là tụi con xui lắm luôn á. Gặp toàn mấy thằng khách mà nó vượt keo rồi nó trùm sọ, nó không có cho tiền. Thôi đi, mày mở miệng ra lúc nào cũng xui xui á. Lúc nào má con cũng xui á. Xui cái gì mà xui, kệ tụi bay, trả tiền hết cho tao đi, không nói nhiều. Đây nè, bữa nay được có nhiêu đây đó, để con làm ơn ghi sổ, thiếu đủ gì tính sao. Bây giờ cứ muốn hơn á, vô cào nhà tôi cũng ra ăn cắt nào đâu. Nè, chị nói vậy là sao? Tiền mượn là phải trả nha. Đừng có nói cái kiểu giật nợ đó là không có yên với tôi đâu. Có ai nói giật nợ đâu mà dì la sùm vậy? Nhà con còn có nhiêu đó tiền, đưa cho dì Năm hết rồi đó. Má còn chưa có ăn cái gì nữa kìa. Má, sao không giữ lại mấy ngàn ăn thì gói đi. Thôi, làm ơn giùm cái. Đừng có đóng cái tuồng giả khổ giả nghèo với tôi nữa. Tôi không có nói nhiều, lo mà trả tiền cho tôi đi. Không thì đóng tiền lời suốt đời suốt kiếp luôn nha. Chứ thiệt tình bây giờ tôi mệt mỏi với má con mấy người lắm rồi. Má nó cậu lật lọc. Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Mai và Trần Văn Thịnh à? Cái gì vậy? Dạ là người nhà của bệnh nhân. Cái gì vậy? Dạ mời anh xuống đóng tiền để làm thủ tục xét nghiệm máu cho bệnh nhân ạ. À, dạ. Cãi chị. Cần lấy chị ba bao rau. Dạ anh ha. Cho em 10.000. À, cảm ơn chị. Chị hai. Hai ba gì? Dạ em chào chị hai. Mày tới đây làm gì? Dạ hôm nay em tới đây để muốn gặp chị hai, xin phép chị hai cho em được nói chuyện một lần. Gặp rồi nè, nói gì nói đi. Dạ nhưng mà không phải kiểu nói chuyện vậy, em muốn được nói chuyện chị hai một cách tử tế, một cách công bằng. Em biết là chị hai ghét em lắm, em hiểu điều đó chứ. Nhưng mà xin phép chị hai lắng nghe em một lần được không ạ? Thứ như mày mà cũng đòi công bằng với đàng hoàng. Em biết em là đồ súc sinh, em là đồ rác rưởi. Chị hai chửi em sao cũng được hết đó. Em đáng bị như vậy mà. Nhưng mà em chỉ xin chị hai một lần thôi. Nghe em nói chuyện tử tế một lần được không chị hai? Mày là nói chuyện tử tế với tao hả? Dạ. Người ta cảnh cáo cho mày biết nha. Mày mà âm mưu tính kế gì với em tao là không xong với tao đâu. Trời đất ơi, chị hai sao chị hai cứ nghĩ xấu về em không vậy? Không có đâu. Em á là muốn gặp chị hai á là để có thể kể đầu đuôi chị hai nghe để cho chị hai hiểu. Ý mày nói vậy là tao không hiểu gì. Mày muốn nói đầu nói đuôi nói cái gì? Đầu đuôi sao nói? Không phải đó, chị hai cứ suy diễn vậy hoài à. Ý là em xin phép chị hai được nói chuyện chị hai. Tại vì em lo cho Đông nè, em lo cho thằng Lâm. Chứ nhưng mà em không xin gặp hai người đó đâu. Em chỉ xin phép được gặp chị hai thôi. Nghe chị hai. Vậy giờ mày muốn gặp sao? Ủa, chị hai đồng ý hả chị hai? À, em đổi hơn chị hai. Đổi cái đầu mày chứ đổi. Dạ. Muốn gặp gì? Ở đâu nói đại đi. Bỏ đây không được hả? Thì khi nào chị hai thấy thuận tiện á, chị hai báo em tiếng, em tới đón chị hai liền à. Mày thấy đây sao? Không được. Có đàng hoàng hả? Cái con người của mày ở đây là xứng đáng nè, chứ không phải là không chỗ nào còn đàng hoàng hơn. Kỳ lắm chị hai, ở đây giữa xá giữa chợ vậy sao mà nói chuyện. Rồi người ta dòm người ta nghe hết. Thôi chị hai đi với em đi nha. Trời, ra đó đi rồi chị hai muốn chửi em sao cũng được, chửi trên đầu xuống cũng được nữa, nhưng mà ra đó giùm em đi nha chị hai. Thứ của mày nhìn mặt không ưa, làm như tao mắc nợ mày mấy kiếp rồi. Em ra xe trước nha chị hai. Cô ba cho tôi gửi hàng rau nha. Cảm ơn cô nha. Chị,
xem lại mail á, bên nhà sản xuất Hàn Quốc rồi chị trả lời cho họ. Em nghi là gặp rắc rối rồi đó. Sao lại rắc rối? Không phải họ đã hứa xuất xe cho mình rồi sao? Nhưng mà gặp rắc rối ở đây á, từ phía bên anh Dũng. Làm sao? Lần này mình làm việc trực tiếp với họ chứ đâu có thông qua anh Dũng nữa đâu. Chính vì vậy mới có chuyện đó chị. Em gọi điện trực tiếp ở bên đó, họ nói á, họ nói giờ họ xuất xe qua cho mình á là dưới sự giới thiệu và bảo lãnh của anh Dũng. Lần này họ kiểm tra lại thì không có. Vậy có nghĩa là họ muốn phải có tên anh Dũng trong hợp đồng? Dạ đúng rồi. Họ nói á, họ xuất xe cho mình cũng được, nhưng mà sợ làm phật ý của anh Dũng. Trong khi đó anh Dũng là một khách hàng lớn, họ không muốn mất. Và công ty của mình là công ty nhỏ, dưới sự bảo lãnh của anh Dũng nữa. Thôi được rồi, để tôi kiểm tra lại mail rồi tôi nói chuyện với họ sao. Nhưng mà chị ơi, em đoán là anh Dũng á nói việc này với họ nên họ mới dừng hợp đồng của mình á. Anh Long ơi. Hả? Muốn hay anh dặn ngày mai anh tới sớm hơn một chút nha. Ừ, tôi biết rồi. À, cảm ơn anh. Trời máu quá mà. Nè, uống miếng nước đi. Cảm ơn. Huynh á thì không sao rồi, bác sĩ có kiểm tra kỹ càng cho nên mới cho về phòng nghỉ, lát là được xuất viện. Còn Mai á nó bị nặng cho nên vẫn còn nằm phòng cấp cứu á. Rồi mấy thằng kia về hết rồi hả? Ừ, tụi nó về hết rồi. Tôi á nhận làm người nhà của Mai cho nên phải ở lại, bác sĩ nói một chút có chuyện gì nói với tôi á. Mời người thân của Nguyễn Ngọc Mai. Tôi nè. Mời anh theo tôi. Ừ. Thôi nằm nghỉ đi, tôi gặp bác sĩ chút vòng lại kêu taxi chở huynh về. Dạ, em mời chị Hai ngồi. Không lẽ tôi đứng? Dạ, cô chú vô gì ạ? Nghĩ sao cái mặt này với cái mặt đó kêu bằng cô chú? Dạ, năm nay có mốt em là bà nội của anh á, cho nên á ai cũng thích xưng em là bà nội của các chàng hết á. Nhiều chuyện, chàng ràng á chứ chàng gì. À, thôi đừng có nhiều chuyện quá. Chị Hai, chị dùng gì? Tôi đang muốn tiêu đây này chứ không có muốn dùng. Ờ, vậy chị muốn đi vệ sinh hả? Đi vô trong đó làm gì? Vậy chị Hai muốn uống cái gì? Hay là chị Hai có đói không? Em kêu cái gì cho chị Hai ăn nha. Thôi mệt quá, uống cái gì cũng được, mang đại ra đây. Đúng rồi, có rau má không? Cho ly rau má. Dạ, tụi con không có rau má. Cô dùng sinh tố nha. Thì thôi xin gì cũng được, trái cây á là được rồi, cứ đem ra hết, cầu điều vừa đủ quất rồi đưa đây. Cô muốn quất hả? Không, trái tắc á. Dạ vậy chúng chung gì ạ? Cho cà phê sữa đá mà lấy đá ít thôi nha. Dạ toàn gặp toàn chuyện bực bội cái không à. Xong rồi đó, thủ tục ban đầu xong rồi đó, có muốn nói gì nói đi. Dạ thưa chị Hai,
Chuyện xảy ra cũng đã 20 năm rồi, trải qua biết bao nhiêu biến động. Thật tình là em cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa cũ đâu. Bởi vì nhắc tới sự cũ thì em cảm thấy mình có tội lỗi, và điều đó khiến cho chị hai càng thêm giận nữa. Thôi, mày muốn nói gì á, mày nói quạch tẹt ra giùm tao đi. Mày đừng có vòng vo nữa được không? Ê, uống nước gì không? Không nước đi ra ngoài. Dạ dạ. Chị hai à, em đã phải trả giá cho những lỗi lầm em gây ra. Em phải chấp nhận chịu tội trước đông và thằng Ti để được đổi đời. Bây giờ em chỉ muốn bù đắp cho cả gia đình mình thôi chị hai à. Bù đắp? Mày nghĩ tiền thì có thể bù đắp được tất cả hả? Chỉ có những người như mày á thì mới nói được như vậy, suy nghĩ được như vậy thôi. Mời vào. Mời anh ngồi. Chào bác sĩ. Anh là người nhà của cô Mai. Dạ. Đúng ra thì chuyện này tôi phải nói thẳng với cô Mai, nhưng mà vì cô Mai chưa tỉnh, và cũng có thể là sẽ chưa tỉnh ngay bây giờ được. Mà cái chuyện này thì chúng tôi cần phải nói để cho người nhà biết và có cách giải quyết. Dạ, bác sĩ cứ nói bác sĩ. Thế này, thật ra thì chuyện này cũng khó nói lắm, nhưng mà chúng tôi cũng phải để suy nghĩ để mà mới nói lên được điều này. Qua xét nghiệm á, thì cô Mai đã bị nhiễm HIV. Nó bị HIV bác sĩ. Để chấp nhận được chuyện này thì chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề để mà có cách mà điều trị. Hiện tại bây giờ thì cô Mai đang nằm ở phòng cấp cứu. Sau khi mà cô Mai tỉnh lại, chúng tôi sẽ chuyển sang bệnh viện nhiệt đới. Bởi vì ở bệnh viện đó đó, nó sẽ có phòng chuyên trị về những người bị nhiễm HIV. Tôi có bị không bác sĩ? Chị hai à, thiệt tình là em không thể nào làm việc khác. Bộ chị hai tưởng em làm như vậy là em sung sướng, em hạnh phúc lắm hả chị hai? Em phải trả giá bằng cuộc đời bất hạnh của em nè chị hai. Em phải ăn năn suốt cả cuộc đời của em. Chị hai, đổi lại á, em có cuộc sống như ngày hôm nay, em có đầy đủ, em muốn gì làm đó, và em muốn đem điều đó, những điều tốt đẹp mà em có cho con của em, để nó có thể học hành, có thể tạo dựng sự nghiệp. Mẹ con Đông với chị á, suốt thời gian qua sống thiếu thốn cực khổ lắm, cho nên bây giờ em muốn bù đắp cho mọi người, được không chị hai? Tao với mẹ con nó bình yên mà không có cần mày. Con Đông bây giờ nó sắp hết bệnh tâm thần rồi, cũng không có cần mày. Thằng Lâm nó sắp tốt nghiệp rồi, mà tốt nghiệp đại học cũng không có cần mày. Bây giờ nó chuẩn bị tìm được chỗ làm đàng hoàng tử tế, cũng không có cần mày. Tất cả mọi cái chị em má con tao đều không cần mày. Chị hai à, em biết chứ, mọi người có thể có cuộc sống đàng hoàng mà không cần có em. Nhưng mà chị hai à, chị hai nghĩ lại đi. Em có thể cho con em một chiếc xe hơi tử tế, một căn nhà khang trang, rồi em có thể cho vợ của em. Ai là vợ của mày? Em xin lỗi, em có thể mang lại cho Đông một cuộc sống đủ đầy mà không phải lo toan gì hết. À, em có thể kiếm bác sĩ riêng cho Đông nữa. Em muốn lo cho cả gia đình mình, để chị khỏi phải sớm hôm chạy chợ chị hai à. Cảm ơn. Tôi cảm ơn nha. Tốt quá. Mày có mơ ước, và mày dám làm tất cả những điều thất đức độc ác để mày đạt được cái mơ ước đó. Vậy thì mày ăn giọng một mình mày đi. Đừng có lôi kéo chị em tao, má con tao vô những cái chuyện làm thất đức của mày. Ai làm thì người đấy chịu. Tôi cầu cho ông trời có mắt, đừng có để cho con cái phải gánh. Thằng Lâm nó rất giỏi, và tao tin chắc một ngày tất cả những cái gì mà mày có, thằng Lâm nó sẽ có. Nhưng không phải bằng cách như cậu. Anh là bạn trai của cô ta? Dạ không. Nhưng mà
Tôi có quan hệ với cô ấy à, nhưng mà cô không phải mình tôi nữa. Cả đám bạn của tôi luôn. Tại vì nó làm gái mà. Chính vì những mối quan hệ bừa bãi này thì cái xác suất lây nhiễm nó rất là cao. Do vậy anh cần phải đi xét nghiệm HIV. Mà anh cho tôi hỏi, anh làm chuyện ấy với cô ta bao lâu rồi? Dạ, chỉ mới ngày hôm nay, nhưng mà 3 lần. Một lần cũng đủ dính sầu riêng rồi. Nếu như mà anh mới vừa quan hệ với cô ta, cho dù có đi xét nghiệm đi chăng nữa cũng không thể phát hiện được đâu. Nhưng nếu quan hệ với cái người mà anh biết chắc là bị SIDA thì như vậy á, cái mối nguy cơ lây nhiễm nó sẽ có. Nhưng trong vòng 72 giờ anh phải điều trị tức thời và liên tục trong vòng 1 tháng. Và cứ hỏi mỗi 6 tháng và 1 năm anh phải xét nghiệm 1 lần. Như vậy thì cái xác suất mà âm tính nó sẽ rất là cao. Cảm ơn bác sĩ.